Hơn một tuần, nước vẫn ngập cây cối ruộng vườn, ngập nhà cửa, cao đến 2-3 mét mà chưa có dấu hiệu rút đi. Bà con người Thái có tập quán ở nhà sàn, cột nhà cao đến hơn 2 mét mà nước vẫn ngập. Nhiều hộ dân đã phải đi ở nhờ. Giữa thành phố nhưng phương tiện đi lại là bè tre. Đi trên nước này, thứ nhất là cũng khó khăn về có những người, nhất là trẻ con ấy, với người già ấy, thì không biết bơi, sợ cứ rơi xuống bè thôi. Sinh hoạt khó khăn, ăn uống cũng bất tiện. Chị Lù Thị Hung phải mang thức ăn, gạo đến cho nhà người thân. Ở nhà mình ở Trường Xôm thì cũng lũ lụt, cũng sạt lở đất nhiều. Thôi bố thì già rồi, hơn 90 tuổi rồi, còn cụt trơn nữa thì thương bố thì là xách đồ cho về đi thăm bố thôi. Ăn thì tôm rồi để ăn à. Những hộ không có chỗ để ở nhờ thì đành ở lại chờ nước rút, dù chưa biết đến khi nào. Nếu mà cũng đông như thế này thì bà con cũng đành chịu ở đây thì chờ nước rút thôi, mà cũng không biết phải làm sao. Không biết đi đâu à? Không biết đi đâu ạ. Nếu mà đi ở chỗ cao hơn cũng sợ đất đá rồi sạt lở nữa. Rất là lo lắng ạ. Và nếu mà cứ thấy mưa xuống thì rất là lo lắng. Thế nên là cũng mong đề xuất thì các cấp, các ngành cấp có thẩm quyền tạo mọi điều kiện hỗ trợ các cái nhu yếu phẩm để phục vụ cho cái bà con nhân dân. Bởi vì ở đây thì đối với xã Trường Đen thì xã nông nghiệp nhưng mà không có ruộng đâu, phụ thuộc vào cái cây cối hoa màu. Cho nên các cái vấn đề về sinh hoạt cuộc sống cơ bản là cũng thiếu thốn về ăn uống như là gạo, mắm, muối, mì chính. Hiện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã hoàn tất việc di chuyển các hộ ngập úng nặng đến ở xen ghép với các hộ không bị ngập, đưa tài sản của người dân đến gửi các bản xung quanh, khơi thông dòng chảy. Tuy nhiên, mực nước ngập úng vẫn chưa thuyên giảm.